Thưa quý vị, theo phản ánh của người dân, từ nhiều tuần nay tại khu dân cư phường 5 thành phố Bạc Liêu xuất hiện cống thoát nước không có nắp đậy, gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, nguy hiểm cho người đi bộ và mất mỹ quan đô thị. Tại tuyến đường Hàm Nghi, nhiều miệng cống thoát nước sau khi được xây dựng nhưng đơn vị thi công không tiến hành đậy nắp, khiến những miệng cống này biến thành những cái bẫy nguy hiểm. Theo quan sát của phóng viên Góc nhìn đô thị, trên tuyến đường này có khoảng 5-6 miệng cống, rộng khoảng 0,6m, dài hơn 1m, nằm sát bên đường không có nắp đậy. Phía trên thành cống có nhiều thanh sắt nhọn chĩa lên như những bẫy trong, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông, nhất là vào buổi tối. Hơn nữa, miệng cống hở này ứ động nhiều rác, nước bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường. Người dân sống quanh khu vực này cho biết, những cống này đã tồn tại từ nhiều tuần nay, trong khi khu vực này khá đông dân cư, nhiều quán ăn nên có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Nhất là người dân đi tập thể dục buổi tối thì những miệng cống tử thần này như những cái bẫy rình rập. Mặc dù bà con đã nhiều lần phản ánh đến đơn vị thi công sớm hoàn thành việc xây nắp cống, thế nhưng đến nay vẫn chưa được đơn vị thi công khắc phục. Cái này làm có chừng 10 ngày, mười mấy ngày đó. Em thấy là làm bên đây với ở bên đó đó. Thế bên đó đó mà em không biết đào đâu thì em không biết. Từ lúc xây tới xây là ngày 26 tháng 11 tới giờ. Rồi xây xong rồi mấy anh cũng có hẹn là làm lại nhưng mà tới giờ không làm. Rồi quán em chắc chiều thì cũng mở bán vậy đó. Rồi lúc trước cũng có đặt cái bàn nữa ở đây mà từ lúc làm cống thì tụi em không đặt được nữa. Rồi xe tới lui khách cũng khó khăn nữa. Thì mong cho mấy anh làm chơi sớm sớm vậy đó. Bên để gì nguy hiểm anh, giống như xe đồ bình thường người ta cũng hay đi bộ, đặng người ta tập thể dục đó. Đi ngang ví dụ như buổi sáng mà bên em không bắt đèn nào lên thì tối người ta đi xuống nguy hiểm cho người dân nữa. Thì mong nó làm sớm sớm cho tụi em. Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tồn tại những miệng cống không nắp đậy như thế này là do công trình đang thi công dở dang nên đơn vị thi công không bố trí nắp cống. Nhưng như thế không có nghĩa là xem thường sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông tại các khu vực này. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần có biện pháp sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông cũng như giảm mỹ quan đô thị.